tại hiện đang có mặt tại chợ Nghĩa, Lạc Sơn, thị trấn của bản Lạc Sơn, Hòa Bình. Mời quý vị các bạn đi thăm chợ. Đây là một chợ mệnh danh là có rất nhiều côn trùng. Thế hết lượt xong rồi tí nữa và chén xong bát bún bát phở rồi về. Đây là tầm nha các bạn nhé. Tầm đấy. Bác Đông nhìn thấy tầm này. Cho quay nhờ tí. Đây là con nhộng của cô. Đây là lươn. Lươn bán nào đây? Lươn 250 một cân à? 250 à? 250 đắt thế nhỉ? Lươn đi đẻ nhộng ấy. Có phải lươn nuôi đâu. Không phải lươn nuôi đâu. Ốc đi chú. Vâng, cua đồng đấy hả cô? Ốc đồng ấy. Ốc vôm. Cua đồng. Lươn đánh ống chứ không phải là lươn nuôi hả gì? Không phải lươn nuôi đâu mà lo. Nhà này hôm nào cũng có đấy. Đi đánh ống suốt mà. Mùa rét cũng có đấy. Một cân hai lấy nốt không? Ngon đấy, cả cho đấy. Bao tiền đây nhỉ? Cân hai cân hai. Kiểu như cái các loại ốc đây châu chấu ạ. Ốc lúa này. Các loại nội tạng của châu. Lúc này mua là mới được xem phải không? Có phải giấu giếm từ đâu không? Đúng rồi. Lúc này mua được xem à? Mua xem. Đây là cua, cua gì đây? Cua đá. Cua đá. Chỉ có ở Hòa Bình mới có đây thôi. Cháu không có, Trường Sơn thiếu gì? Đây là chỗ Hòa Bình ở đâu? Đây là cua Lạc Sơn mình đấy. Cua Lạc Sơn. Cua Quý Hòa. Tại trên Quý Hòa cơ. Cái mồi mồi. Cái này thì là máy quay đấy. Đâu mà mồi chứ. Đây là trên núi bà. Giới thiệu quý vị các bạn, đây là cua núi, cua đá. Ở gần chỗ cua biển cơ. Chán. Đây, hải sản, nhiều hải sản cơ không? Em quay nhờ tí nhé. Ui. Đấy. Về đây chị Trang ơi. Ở đây chính ở trên này này còn đông đủ hơn. Đông hơn lần. Đầy đủ các loại luôn.
cá khác thì sợ dưới biển. Cá ốc nhồi có cái thân không mình đã cắn hết cái đầu con này con móng tay cái này luộc lên luôn hấp lên cá. Chợ này cũng nhận là to thật, nhiều nhiều loại thật đấy chứ. Quay đi quảng cáo thôi, quảng cáo thì càng tốt đi. Còn ra đây là khu bán gà ngan thịt. Ốc nhồi bao nhiêu một cân hả chị ơi? Ốc này 90.000. Và Hiền xin kết thúc video tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng vui vẻ.